đang định về mà thấy mấy con tường vi này hay quá. Tường vi non thôi nhưng mà toàn ghép hai cây làm một thân thôi nhưng mà không có cái nét gì đấy hấp dẫn. Đấy. Hấp dẫn. Tiếc là mình không kinh doanh được chứ mình mà bán được mấy con món này hay đấy. Hay đấy. Rất hay. Đấy. Bể dễ. Đấy. Bể dễ. Một thân thì khó nhưng mà hai cây ghép vào nhau. 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 Toàn hai cây ghép nhau. Đẹp đấy, đẹp đấy. Này thô quá. Này ông cưỡi cưỡi bà này. Xem cái con ông cưỡi bà này. Cưỡi nhau. Chấp nhận được. Mua quá nhỉ. Mua thì giờ con cái lấy đâu tiền mua sữa bây giờ. Không mà lúc chán nó không đẩy đi lấy đâu tiền mua cái mới. Thích những cái cây to thì tiền đâu mà ra mà mua. Gầy phết đấy. Mà mua về thì phải mua cái chậu đấy chứ. Suy nghĩ đó nhé. Thứ nhất là mà em thấy em quay video để làm mà hai cây này có nghĩa là đã mua, đã mất tiền. Còn không thì suy nghĩ. Vâng. Giao dịch cái đấy nhá. Rồi, hôm nay ra quay mấy cây của cô chị vợ của chú Lập là cụ Vững, vợ chú Lập là cụ Tâm, cô là tên là Vững, hai chị em là Vững Tâm. Rồi hỏi cây ổi tàu thắc đổ này nhưng mà không sơi được. Ổi tàu thắc đổ trong trong cái lọ khá là đồ cổ, khá là đồ cổ. Đó. Và là 2,5 triệu, không bớt. Thôi mua mấy cây nhỏ nhỏ 2,5 triệu thì tàu á, để có tiền quất được. Mình không phải kết lắm, chưa kết lắm. Chưa kết lắm. Xem có bác nào kết không? Nhưng về phải làm lại rồi. Làm lại. Được ấy. Nhìn cũng được hết. Bác nào mà kinh doanh mà cảm thấy bán được hơn thì ra mà lấy. Ngọn hơi đuối tí. Hôm nay ra lại thấy ổi quá, nhiều ổi vô cùng, toàn ổi to thôi, toàn ổi tiền triệu, không sơi được. Mua mấy cây mấy trăm, còn cây tiền triệu thì quay lại đây, các bác nào thích không? À, vướng quá. Triệu rưỡi cây ổi, vướng quá không ấy, triệu rưỡi cây ổi. Cây này sướng, bệ sướng lắm. Nhưng mà cảm giác nó nhân tạo, không thích bằng cái cây tự nhiên đấy. 1,5 triệu. Thực ra là cũng xứng đáng đồng tiền mắt gạo, nhìn sướng này. Cũng cho trong chậu, cũng trong chậu xấu nhưng mà nó cũng đỡ hơn là cái hàng vứt được. Đấy. Cây ổi thứ nhất. Ok. Đống ổi phôi. Ổi phôi. Đấy, một phôi. Tôi mua hai cây trong số này. Đây. Hai cây ổi dáng tùng. Hai cây ổi dáng tùng. Cho túi vào. Túi về trồng.
Đây là thông thì thông thông mini rất nhiều. Hình như nghe nói là 5 hay là 700 nghìn cây. Mình không không kết cái dòng này nhưng mà chắc là một số bác thích. Đấy. Đó, bằng ngón chân đấy, ngón chân cái. Đấy. Rất khỏe. Vối, vối này không biết bao tiền, nhìn nó lằng ngoằng quá không thích. Linh san này hay này, đấy cái linh san, đang hoa này, cám rất đầy, chung về phải làm các bác mới đẹp được. Chứ người ta bày bán này kinh doanh thế thôi, nhập cây này nay mai lại thuộc về người khác, không hơi đâu mà làm. Gốc to hơn của tay, cứ đi ra đây thì thoảng gặp được một số anh em, thậm chí là các chú bác già nhiều tuổi là quen biết, nói chuyện sướng, kiểu thì rất sướng. Bên này có cái đấy, bên này có mấy cây nữa. Anh quay có điện thoại rồi. Rồi tiếp theo cũng bằng tiền với cái to to kia, rất ghê gớm, bệ viết rất ghê gớm, gốc này, gốc này, đó. Nhưng mà còn ở nhân tạo thì từ là bé lắm, giống giống nhau hết, giống nhau, giống nhau. Cái này thì, này là nó nuôi. Sau cắt cái ngọn gì sẹo to vô cùng, sẹo to vô cùng, nhưng mà sau thời gian thì chấp nhận được, cũng thả thì chấp nhận được, bởi vì nếu để một gốc to như này thì phải thả sao bây giờ là hãm nó cắt đi lấy thế cây tán, gốc nó đạt đủ yêu cầu rồi thì mình lấy cây tán này. Đó. Chịu bà cả chậu rất đẹp. Đẹp. Chịu rưỡi chứ. Nào. Đẹp. Đẹp thì phải nhân tạo. La hán. À, tác đồ. Tiền. Nào. Thêm lấy cái cây thông mini. Chậu đây, ổi đây cũng sản phẩm của cái quá trình nhân tạo một lứa này. Nhưng mà có cây nó đột biến nó khác đi, giá thế nó khác. Chặt trội. Đây, nhìn như có cái vòi. Nhìn như có cái vòi. Rất nhiều rồi, đi mãi không hết. Đậm chất nhân tạo. Đậm chất nhân tạo. Nhưng mà bệ không biết nhân tạo kiểu gì nó cũng giỏi phết đấy. Mình mà chịu làm cái này thì bao nhiêu thời gian không sống được. Ai chả, này cái cục. Đây cái đuôi đá. Đây này.
này thì triệu cũng xứng đáng rồi, thì triệu cũng xứng đáng thôi. Có cái tên là chữ gì đây, làm cây thác đổ. Chức huyền, chức hoành, chức huyền hoặc chức hoành, đa số là đang thiên hướng mình nhé. Gốc bệ ok rồi nhưng mà toàn mới cắt cho nên là thành tán bây giờ mới này. Nhân tạo thì nhân tạo mà cũng khoái đấy các bạn, kết kết phết con này nhá. Này thì đuối rồi, này đuối rồi, bao đậu tầm 3-4 con rồi. Nhìn hay đấy. Án mà ngày xưa là mình quất rồi đấy, nhưng bây giờ thì mình có nhiều quá rồi, suy nghĩ lấy thêm về chết dở, thêm thêm về là chết dở đấy. Đấy, ba con ổi rất là nhiều rồi. Mua hai cây bằng ngón tay kia, dán tùng cứ trồng loạn bạn sẽ lại còn tiếp. Mộc đi vào rồi. Thông với dâu tầm, hoa hồng này. Hoa các loại cũng ngay ở chợ đấy bác. Đây một loạt ổi phôi, ổi phôi toàn kiểu dáng này, một loạt dáng cù quằm kia, một loạt dáng này nhìn nó chả rõ lẫn cái hoa nhé. Hoa hay quay thế đi. Về để trồng cái ổi bác nhá.